Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, tòa nhà Panorama Nha Trang đã thực hiện việc lắp đặt bộ phận đáy kính cho công trình hồ bơi vô cực lên tầng 40. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang đầu tư nhằm mang lại cảm giác mới lạ cho du khách đến với công trình này. Hồ bơi vô cực có thiết kế mới lạ tại Việt Nam và dự kiến đưa vào vận hành vào quý 3 của năm 2019. Đây là bộ phận đáy hồ bằng kính cường lực dày với hệ khung kết cấu thép mạ kẽm vững chắc, được thiết kế và thi công bởi tập đoàn công nghệ Renault Polymer có trụ sở tại Mỹ, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp sản phẩm acrylic và polymer chất lượng cao. Với Panorama Nha Trang, tập đoàn thi công hai bể bơi vô cực, một ở tầng 6F và một ở nóc tòa nhà tầng 40F. Trong đó, bể bơi tầng 40F đã hoàn thành công tác kết cấu, hoàn tất gia công đáy kính và cẩu lên đỉnh tòa tháp để thi công những công đoạn cuối cùng. Bể bơi có chiều cao mực nước là 1m15, bảo đảm nước luôn ở trạng thái tràn bờ trên tổng diện tích hồ bơi là 670m2. Dung tích chứa nước 840 mét khối trên độ cao gần 160m. Chắc chắn du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh biển và thành phố theo cách ấn tượng nhất. Đặc biệt với đáy kính độc đáo tạo ra cảm giác ngoạn mục hơn nữa khi trải nghiệm tiện ích này. Ngoài ra, theo thiết kế của Renault Polymer, hàng mục sử dụng tấm kính có bề dày chỉ 10,9 cm, không gây bí bách nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách. Tại Panorama Nha Trang, lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện bể bơi vô cực nước mặn đáy kính trên đỉnh tòa tháp. Không chỉ sở hữu tầm nhìn 360 độ bao quát toàn thành phố, đáy kính của bể bơi còn khiến du khách cảm nhận rõ rệt cảm xúc đứng giữa trời biển. Chủ đầu tư sử dụng nước mặn cho bể bơi giúp tăng hiệu quả bơi lội, thư giãn. Nước được khử trùng bằng clo tiêu chuẩn nên luôn trong điều kiện an toàn. Ngoài bể bơi vô cực trên nóc tòa nhà, tập đoàn Renault Polymer cũng đang thi công hoàn thiện kết cấu bể bơi tại tầng 6F khoảng 15% hạng mục. Có thể nói, việc xây dựng hồ bơi vô cực trên đỉnh tòa nhà 40 tầng kỳ vọng là sản phẩm du lịch mới, góp phần thực hiện mục tiêu đón 6,8 triệu lượt khách đến với Khánh Hòa trong năm du lịch quốc gia 2019. Nhà trang chúng tôi mến chào cả nhà. Thì theo một bài báo từ trên Thời sự có đưa tin là cái hồ bơi này được thiết kế và xây dựng và hoàn thiện vào năm 2019. Nhưng mà do tình hình dịch kéo dài khoảng 3 năm cho nên là cuối năm vừa rồi là năm 2022 thì hồ bơi vô cực này mới được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Thì trên hình mình vừa quay xong thì là mình vừa quay vào tối ngày hôm nay là tối ngày 15 tháng 12 năm 2022. Và trước đó thì theo thông tin thì mình được biết thì họ cũng vừa hoàn thiện trước đó là 1-2 tháng thôi, cho nên là mình mới quay được cái video này đó. Chứ còn theo dự kiến là xong từ năm 2019 cơ. Đấy, và bây giờ mời các bạn cùng ngắm toàn cảnh khu vực hồ bơi này từ trên cao. Hiện tại là mình đang dùng flash cam mà mình bay cho các bạn xem. Thì buổi tối ngày hôm nay thì mình quay cái tòa nhà này và mình quay đại nhạc hội Bia Vina tại quảng trường 24 Nha Trang. Từ nay cho tới Tết thì sẽ có rất nhiều đại nhạc hội, rất nhiều tiết mục xảy ra và diễn ra ở khu vực quảng trường 24. Cho nên là các bạn chú ý quan tâm lắng nghe và theo dõi những bản tin mới nhất của Nha Trang cho tôi để các bạn có thể là kịp thời thông tin hữu ích nhất. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào, mến chào cả nhà.